Mẹ làm tất cả những chuyện này là vì con. Cho làm lại chỗ này đi. Mẹ làm tất cả những này, con ngồi xuống. Là cho con. Không, là phải làm cho mẹ. Sao đây lại uống nhiều nước quá, ta chờ lâu tôi uống nhiều nước quá. Nói gì con rồi chị. Mẹ nói cái gì với mày? Mẹ giận lắm. Mẹ giận lắm. Chị là mẹ ruột của Mai. Mẹ ruột của Mai. Thôi vô, hôm nay không say. Mẹ ruột của Mai hả? Chết cha. Bây giờ có con sâu. Cái spa mà em rủ hai mà thôi, thì đi đó. Hai mong, anh biết chưa sợ.